Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh chuyên mục tin tức mới nhất của chúng tôi ngày hôm nay. Mong rằng quý vị sẽ nhận được những thông tin hữu ích nhất. Và không làm mất thời gian của quý vị nữa, hãy cùng chúng tôi đến với phần tin tức chính ngay sau đây. Thông tin danh Hải Hoài Linh bị đài truyền hình HTV ngừng hợp tác. Thông tin danh Hải Hoài Linh sẽ không xuất hiện trên sóng HTV đang gây hoang mang từ cộng đồng mạng. Gần đây, thông tin đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh đã ngừng hợp tác với danh Hải Hoài Linh. Do đoạn clip ngắn từ một người đã liên hệ với đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh hỏi việc liên quan tới nam danh Hải. Danh Hải Hoài Linh đã không ít lần hợp tác với đài truyền hình HTV, có game show hút khách như Thách Thức Danh Hải. Nhưng mới đây đoạn clip đăng tải có nội dung đài truyền hình HTV cho hay, HTV đã ngừng hợp tác với Hoài Linh trong các chương trình sắp tới. Người đưa tin đã quay lại video chứng minh chính chủ có tích xanh của đài truyền hình HTV. Đại diện nghệ sĩ Hoài Linh phản ứng trước thông tin bị HTV cấm sóng. Đại diện của Hoài Linh cho hay chưa nhận được thông báo chuyện bị HTV ngừng hợp tác. Vào trưa ngày 14 tháng 6 năm 2021, cư dân mạng xôn xao việc nam danh Hải Hoài Linh đã bị ngừng hợp tác với đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh. Sự việc chưa biết đúng sai nhưng mọi người đã chia sẻ chóng mặt tin nhắn trong video của fanpage có tích xanh của HTV với người hâm mộ. Nội dung đoạn video là HTV đã ngừng hợp tác với Hoài Linh trong các chương trình sắp tới. Quản lý của Hoài Linh thông tin: "Không, tôi đâu có nghe thông báo gì đâu. Tôi không nghe HTV thông báo. Bên tôi cũng không có làm gì với HTV đâu mà cấm sóng." Phía đại diện nghệ sĩ Hoài Linh khẳng định: "Thì ở trên mạng dựng chuyện nhiều mà. Những thông tin trên mạng dựng toàn sai không?" Trước đây danh Hải Hoài Linh được mời làm giám khảo trong game show Thách Thức Danh Hải do công ty Điền Quân sản xuất, dự kiến phát sóng trên HTV7. Do dịch bệnh hiện nay đang tăng cao, chương trình rời lịch casting. Sau khi giải ngân số tiền 14 tỷ đồng cứu trợ miền Trung, nghệ sĩ Hoài Linh đã tuyên bố rút khỏi Thách Thức Danh Hải. Ông chia sẻ như sau: "Nhân đây tôi cũng gửi lời đến công ty Điền Quân. Các bạn đã thương mến và gửi lời mời tôi làm giám khảo Thách Thức Danh Hải. Nhưng qua sự việc này thì tôi xin các bạn cho được rút khỏi chương trình. Bởi vì tôi không muốn làm ảnh hưởng đến chương trình của các bạn. Chúc các bạn có một mùa Thách Thức Danh Hài thật thú vị, đồng thời có những tiết mục thật hay để gửi đến khán giả cũng như bà con khắp nơi." Video của chúng tôi xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi rất mong nhận được sự ủng hộ của quý vị bằng cách nhấn nút like và comment. Chúng tôi tin rằng đây sẽ là những động lực lớn nhất để có thể hoàn thiện video của mình ngày càng hay hơn nữa.